Sao đây? Dạ con hơi mỏi mắt tí mẹ. Chắc lại dính mắt vào cái điện thoại chứ gì. Chết rồi, làm sao đây? Tao đã bảo rồi, nghịch điện thoại ít thôi. Các bạn hãy quay ghé Instagram và follow để được quen tiếp không được nha các bạn.